Vì sao tòa trả lại hồ sơ vụ án Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản? Vụ xe Dream biển Tư Quý 8 có hai chủ, cần xem xét trách nhiệm nơi cấp đăng ký xe. Người lớn còn có lúc sai, sao nỡ đánh hội đồng với hoa hậu trẻ tuổi? Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin cuối ngày, ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Sau đây là bản tin tổng hợp các tin tức chính nổi bật nhất trong 24 giờ qua ở tại nước ta và trên thế giới. Nếu thấy hay bổ ích, đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại bình luận để tạo động lực chuyện ngũ của chúng tôi. Vì sao tòa trả hồ sơ vụ án Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản? Cho rằng có một số vấn đề không thể làm rõ tại phiên xét xử, tòa trả lại hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung sau gần 1 giờ thẩm vấn ông Lê Thanh Thản và một số bị hại. Trước ngày 10 tháng 8, chủ tọa Lưu Ngọc Cảnh thông báo quyết định trả hồ sơ. Tòa lưu ý, trong giai đoạn điều tra sắp tới, những người bị hại và liên quan chưa liên hệ với các nhà chức trách cần tiếp tục đến làm việc, gửi đơn và nộp các tài liệu để đưa vào hồ sơ. Như vậy, sau 4 năm kể từ khi khởi tố, vụ án lại quay về với giai đoạn điều tra. Hôm nay, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản ra tòa về tội lừa dối khách hàng. 6 cựu cán bộ phường Kiến Hưng và quận Hà Đông bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bao gồm ông Đỗ Văn Hưng, cựu chủ tịch phường Kiến Hưng và hai cựu phó chủ tịch Nguyễn Duy Huyền và Bùi Văn Bằng, Vương Đăng Quân, cựu phó chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông, Mai Quang Bài, cán bộ đội quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông và Nguyễn Văn Năm, cựu chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông. Tại phần xét hỏi sáng nay, ông Thản cho hay mình cùng con gái và người họ hàng mua lại công ty Bimis, doanh nghiệp thuộc Hà Tây cũ từ năm 2009. Ông Thản sở hữu 90% cổ phần, giữ chức chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty. Ông nói việc xây dựng dự án chung cư CT6 Kiến Hưng về quy hoạch là đúng, gồm 3 block, ở giữa là khách sạn và văn phòng cho thuê. Song công ty lúc đó nghĩ không thể làm khách sạn và văn phòng cho thuê ở vị trí ở đó, nên xin cho chuyển công năng. Khi được thành phố đồng ý, chúng tôi bắt tay xây dựng, không làm các thủ tục tiếp theo nên sai đến bây giờ, ông khai. Khi chủ tọa dẫn lại cáo trạng thể hiện, các văn bản xin điều chỉnh quy hoạch của Bimis đều không được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân Hà Nội. Ông Thản hai lần khẳng định có được đồng ý nhưng công ty không theo đuổi thực hiện nốt, nghĩ thế là xong. Chủ tọa đánh giá CT6C đã được cơ quan tố tụng kết luận là sai phạm nên khả năng được cấp sổ là rất khó. Vậy bị cáo có phương án nào khác không? Chủ tịch Mường Thanh cho biết đã có sẵn 3 phương án nhưng chưa thống nhất được. Một là chấp nhận xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, hai là tự thỏa thuận với người mua nhà tại CT6C để di rời sang dự án khu đô thị Thanh Hà. Sencofi cũng do ông Thản làm chủ, ba là tự thỏa thuận với cư dân CT6C để mua lại căn hộ hoặc trả lại tiền mua nhà, sau đó sẽ tự phá rỡ. Ông nói và cho hay trước phiên tòa mới giải quyết thành công với 13 hộ dân theo hình thức trả lại tiền theo giá trên hợp đồng. Có mặt tại tòa, một số bị hại đề nghị được giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu không, ông Thản và Bimis cần bồi thường cho họ thỏa đáng theo giá thị trường và tổn thất tinh thần theo đuổi việc đòi lại quyền lợi suốt 10 năm qua. Theo giá trị các căn hộ trong khu vực thời điểm hiện tại, một số người đề nghị được bồi thường theo đơn giá 25,5 triệu đồng chia 1m2, gấp rưỡi thời điểm ký hợp đồng. Trước ý kiến này, ông Thản cho biết sẽ tiếp tục đàm phán để đưa ra mức bồi thường hợp lý cả đôi bên, không thể chiều theo mỗi người một mức giá. Trước quan điểm của ông Thản và quyết định hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung, các bị hại cho rằng chưa thỏa đáng. Họ cho rằng đã phải chờ đợi quá lâu để được lên tiếng và sẽ không chấp nhận việc bồi thường bằng mức tiền họ mua căn hộ từ 10 năm trước. Cầm hơn 1 tỷ đồng đi mua chung cư, bây giờ không chỗ nào bán cả. Một trong số bị hại nêu quan điểm, cảnh sát đã làm việc với 488 trên 520 khách hàng mua nhà tại dự án của ông Thản và xác định số tiền họ phải bỏ ra để mua 488 căn hộ nhưng không được cấp sổ đỏ là hơn 534 tỷ đồng. Trừ đi 53 tỷ đồng đã nộp thuế, viện kiểm sát xác định ông Thản thu lợi bất chính hơn 481 tỷ đồng. Thiệt hại gây ra cho 488 khách hàng mua căn hộ không được cấp sổ đỏ là 53 tỷ đồng. Để xảy ra sai phạm, viện kiểm sát cho rằng còn có sự thiếu trách nhiệm của nhóm cựu cán bộ phường Kiến Hưng và thanh tra xây dựng quận Hà Đông.
suốt quá trình dự án CT6 Kiến Hưng xây dựng sai quy hoạch, nhóm cán bộ phường và thanh tra quận đã không thanh tra, kiểm tra để ngăn chặn. Xác minh tại Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng và thanh tra xây dựng quận Hà Đông, cảnh sát không thấy bất kỳ tài liệu, hồ sơ kiểm tra hay phiếu đề xuất xử lý nào đối với dự án. Chuyển sang tin tức tiếp theo, vụ xe Dream biển từ Q8 có hai chủ, cần xem xét trách nhiệm nơi cấp đăng ký xe. Theo các luật sư, việc hai chiếc Honda Super Dream đời 2003 biển kiểm soát 38F8888 đều có giấy đăng ký xe chính chủ, cần xem xét trách nhiệm của cơ quan cấp đăng ký xe. Vụ việc chiếc Honda Super Dream biển số từ quý 38F8408 được anh Lê Hữu Đức, Hà Tĩnh trả bán giá 288 triệu đồng. Rồi ngay sau đó, một người khác là ông NXT khẳng định mình mới là chủ sở hữu chiếc xe mang biển số này, đang gây xôn xao trong giới chơi xe nói riêng cũng như dư luận nói chung. Trong diễn biến mới đây nhất, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin về vụ việc, Công an tỉnh đã chỉ đạo đơn vị liên quan vào cuộc điều tra làm rõ, thời gian xác minh trong vòng 7 ngày. Cần phải xem lại trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký xe, cụ thể là Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh, cũng như Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự của Công an thành phố Hà Tĩnh. Luật sư Phạm Thị Thùy Dương, Giám đốc Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Tuệ Vinh cho biết, trong vụ việc này, để xác định cán bộ Cảnh sát Giao thông Hà Tĩnh làm nhiệm vụ đăng ký xe đã đảm bảo thực hiện đúng quy trình, trình tự thủ tục thu hồi, đăng ký sang tên cho anh Lê Hữu Đức hay không, thì cần phải xem xét kỹ các hồ sơ lưu trữ về việc thực hiện cấp đăng ký xe và cấp biển số xe này. Theo luật sư Dương, trường hợp cấp sai này có thể do lỗi chủ quan của cán bộ Cảnh sát Giao thông như không kiểm tra đối chiếu kỹ hồ sơ tiếp nhận của chủ xe cũ và của người mua xe, không đối chiếu kỹ thông tin trên hệ thống đăng ký xe, không kiểm tra số khung số máy thì có cơ sở nhận định cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký xe đã không đảm bảo thực hiện đúng quy định cấp đăng ký biển số xe, dẫn đến việc cấp đăng ký biển số xe sai cho chiếc xe giả. Ngoài ra, có thể do bên mua xe là anh Đức hoặc bên bán cố ý cung cấp giấy tờ giả để sang tên, do đó cần làm rõ nghi vấn này. Nếu chủ nhân của chiếc xe trên thực sự là anh NXT, trong khi anh T không hề bán xe, thì hợp đồng mua bán xe được công chứng cũng có thể là giấy tờ giả. Luật sư Dương cho rằng, việc cấp đăng ký xe không chỉ đơn thuần là xem xét và đánh giá hồ sơ, mà còn phải kiểm tra thực tế xe, loại xe, màu sắc, số khung, số máy, nên cho dù là hồ sơ xin sang tên đối chủ, là cấp giấy tờ giả, cũng khó có thể cấp đăng ký xe sai nếu cảnh sát giao thông thực hiện đúng quy trình, thủ tục công việc và kiểm tra thực tế xe theo quy định. Nói cách khác, khi kiểm tra thực tế xe Honda Dream anh Đức mua, sẽ phát hiện dấu hiệu xe bị đục sửa số khung, số máy. Trong câu chuyện này, nhiều người cũng không khỏi thắc mắc cá nhân anh Lê Hữu Đức có vi phạm pháp luật hay không. Theo lời kể, anh Đức mua xe trên mạng chỉ có giấy tờ mua bán, chứ không có giấy đăng ký xe chính chủ cũ và thủ tục sang tên được phía bán lo. Luật sư Dương cho biết, trường hợp anh Đức không hề biết về việc làm giả giấy tờ để sang tên xe, bên bán xe là người thực hiện việc này thì anh Đức không vi phạm pháp luật, nhưng có trách nhiệm phải thông báo cho cơ quan chức năng và cung cấp đầy đủ thông tin về người bán xe, nơi mua xe và giấy tờ liên quan để giúp cơ quan chức năng xác minh và giải quyết vụ việc. Còn nếu anh Đức biết về việc làm giấy tờ giả và cố tình thực hiện thủ tục sang tên nhằm bán lại xe để kiếm lời thì sẽ bị coi là vi phạm pháp luật. Ngoài ra, theo các luật sư cũng cần xem xét rõ trách nhiệm của đơn vị công chứng cho hợp đồng mua bán xe trong vụ việc này. Vụ việc tranh chấp biển số xe 38F8 tứ quý 8 có thể coi là lời cảnh tỉnh cho người dân khi đi mua xe cũ. Theo phản ánh của giới chuyên buôn xe máy biển số đẹp, tình trạng phù phép sắp trồng xác xe cũ hiện nay khá phổ biến. Nếu kẻ gian nhận được giấy đăng ký xe của chủ xe làm mất, các đối tượng có thể đục số khung số máy trên xác xe cũ nhập lậu hoặc không rõ nguồn gốc để làm đăng ký mới. Trong trường hợp cơ quan công an chủ quan không kiểm tra kỹ sẽ khó nhận ra. Anh VP, một người chuyên kinh doanh xe máy biển số đẹp ở Hà Nội cho biết, vụ việc chiếc xe Honda Dream biển từ Q8 này là sự việc hy hữu nằm ở quá trình cấp giấy đăng ký xe có vấn đề, bởi cả hai giấy chứng nhận đăng ký xe đều là do cơ quan công an cấp. Còn với người dân, khi mất giấy chứng nhận đăng ký xe, cần trình báo ngay với cơ quan công an gần nhất. Tin tức cuối cùng, người lớn còn có lúc sai, sao nỡ đánh hội đồng với hoa hậu trẻ tuổi. Nhiều ý kiến tranh luận xung quanh chuyện đánh hội đồng hoa hậu, á hậu trên mạng. Trong đó có ý kiến cho rằng không có lửa, sao có khói.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực bởi người lớn còn có lúc sai, sao ác với nói hớ của Hoa hậu tuổi đôi mươi. Phản ứng tự nhiên của khán giả khi bội thực Hoa hậu. Theo bạn đọc Minh Trần, đây là phản ứng tự nhiên của công chúng khi bội thực Hoa hậu, đặc biệt với những Hoa hậu chưa xứng tầm. Ủng hộ ý kiến này, bạn đọc Lộc Nguyễn bổ sung, với hơn 40 cuộc thi Hoa hậu, sẽ trông ra lò hơn 300 Hoa hậu, Á hậu là quá nhiều. Truyền thông suốt ngày đưa tin, dẫn đến cộng đồng quan tâm sinh ra drama. Nghiêm khắc hơn, bạn đọc có đích đềm Tôi là tôi viết. Antifan là đúng khi sự việc sai từ khâu tổ chức quản lý, nhưng họ không hề biết sửa đổi. Tôi cũng dị ứng kiểu Hoa hậu thiếu chuẩn mực như thế. Cùng suy nghĩ, không có lửa sao có khói. Có khán giả đã phân tích, khủng hoảng thừa Hoa hậu chính là sự biến dạng của các cuộc thi người đẹp. Người được ban tổ chức cuộc thi công nhận Hoa hậu dù thiếu phẩm chất chính là sự méo mó về giá trị của cuộc thi. Để danh hiệu Hoa hậu trở lại giá trị thật, bạn đọc Lộc Nguyễn kiến nghị cơ quan quản lý cần kiểm soát lại số lượng, chất lượng các cuộc thi sắp đẹp, hạn chế tình trạng bắt nhéo như thời gian vừa qua. Bên cạnh phần lớn ý kiến phê phán cách ứng xử thiếu lễ độ, xem mình là trung tâm vũ trụ của một số vẻ đẹp ở các cuộc thi nhan sắc, cũng có không ít bạn đọc cho rằng thời gian qua có không ít kiểu té nước theo mưa trên mạng xã hội. Có thể nói đây là một hành động vượt quá giới hạn từ những người tự cho mình cái quyền công kích, dạy dỗ, lên án người khác, bất chấp các kiểu gây tổn thương đến tâm lý, tinh thần của họ. Bạn đọc thơ gia viết rất ấn tượng với câu đừng biến các khuyết điểm của người khác để phô bày cái bất thiện cho bản thân mình. Theo bạn đọc này, mỗi người trong chúng ta trước ai cũng có gia đình, do đó nếu thử đặt bản thân mình, gia đình mình, con cái mình vào hoàn cảnh này thì sẽ như thế nào? Chúng ta có còn tự biến thành những viên đá để ném vào người khác hay không? Chỉ một vài viên chắc là nạn nhân đã đau đớn lắm rồi, nói gì cả hàng ngàn, hàng vạn những viên tiếp theo sau đó. Suy nghĩ tương tự, bạn đọc Hoàng nêu ý kiến, thấy buồn, đám đông xúm vào đánh hội đồng Hoa hậu, Á hậu chỉ vì những câu nói hớ hình bị cắt ghép. Nhiều lãnh đạo địa phương cũng hùa theo đám đông đòi tước vương miện các Hoa hậu Á hậu. Do họ không coi các Hoa hậu Á hậu là con em họ vẫn chưa hoàn thiện nên có những phát ngôn, lời nói chưa chuẩn mực. Chỉ cần nhẹ nhàng nhắc nhở các cháu hoàn thiện mình là đủ rồi. Tin tức trên đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại.